nghe quả bài mới của như Sixteen với lại Navigi Collab. Quả Cypher. Cypher. Nếu mà có Cypher này 4 verse mà có 2 phút 55 giây. Hơi lạ. Nghe xem là tiếp hợp với anh Binz ở chỗ là có những cái chỗ ngắt flow đắt. Thì sự là đắt. Có những cái chỗ ngắt á nó tạo điểm nói khúc của Lưu Viên trước nhà ông ăn tiền thiệt. Ba khúc này là điểm nhấn của cái bài luôn á, nói thiệt. Chỉ là mút thôi. Chỉ là mút thôi. Ba thực sự là quá công thấy bài này Lưu Viên tạo được cái groove nhạc mà đúng không? Mà cộng thêm cũng biết nữa là nghe 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 đến đoạn Lưu Viên là ô tô nó bị dính đấy. Bài này thì ông RIC thì chắc là ông này được trời cho cái giọng, thì giờ cái giọng nghe nó rất là khác biệt. Tiff thì verse này của Tiff là một cái verse mà thực sự là nghe khẩn, flow rất là tối giản. Đúng màu team Binz rồi đấy. Thì cái này màu ngày xưa đã thế rồi chứ không 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 phải là từ từ khi vào team Binz mới có màu như thế. Nhưng mà có mấy cái điểm ngắt rất là đáng, rất là đắt, thực sự là đắt. Kiểu là ngắt như kiểu tôi hay gọi đùa là ngắt cho biết thở đó, kiểu kiểu vậy. Còn cái ngược hơi hơi trái trái một chút với verse của tiếp là verse của BRT. BRT thì tham vọng của BRT thì các ông thấy rồi, muốn kêu cũng biết, hình như có vẻ là cũng kêu được rồi ấy. Mà quả biết hay quá, để có ai làm. Two pills. Thảo nào. Thảo nào dính như cây dính chuột là đúng rồi. Thực sự. Quả này là kiểu club banger đúng không? Nghe nghe quả này mà má tưởng tượng đi diễn xong quá có mẹ hai ba bạn nữ và twerk nữa thì vào việc mẹ luôn. Thành đường vỡ liền.